Hi, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Weird Movie. Du hành thời gian vốn là một chủ đề không quá xa lạ đối với những người đam mê cơ học lượng tử, cho đến các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Ngày nay, chủ đề thú vị này vẫn luôn tạo nên những sức hút cực kỳ mãnh liệt thông qua hàng loạt các tác phẩm được ra mắt tới công chúng, đặc biệt là những bộ phim điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Khán giả chưa bao giờ ngừng tò mò về các bước nhảy xuyên thời gian, còn các nhà làm phim thì luôn đong đầy ý tưởng để tiếp tục khai phá tiềm năng vô hạn của chủ đề này. Mỗi bộ phim về chủ đề du hành thời gian được làm ra, dù mang đến những khái niệm đánh đố hay những góc nhìn mới mẻ đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đều được dựa trên những nền tảng hết sức cơ bản. Nền tảng phổ biến nhất đó chính là cách thức hoạt động chung nhất của du hành thời gian trong phim ảnh và vai trò của chúng trong việc giúp các nhà làm phim định hình câu chuyện của họ. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng mình đi sâu khám phá cách du hành thời gian hoạt động như thế nào trong các bộ phim các bạn nhé. Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào. Let's go! Để mở đầu, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về khái niệm du hành thời gian các bạn nhé. Du hành thời gian là khái niệm sự dịch chuyển của một người hoặc một vật thể từ điểm này đến điểm khác của thời gian, cũng như chuyển động giữa các điểm khác nhau trong không gian bởi một phát minh lý thuyết được gọi là cỗ máy thời gian. Sự dịch chuyển có thể diễn ra ở hiện tại ngược về quá khứ hoặc chuyển tiếp đến tương lai. Du hành thời gian là một phạm trù được ghi nhận trong triết học, tiểu thuyết viễn tưởng và dựa trên cơ sở của lý thuyết về cơ học lượng tử, lý thuyết về lỗ sâu. Khái niệm này trở nên phổ biến nhất sau khi cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Cỗ máy thời gian của H.G. Wells được xuất bản. Chính vì sự phổ biến của khái niệm này trong các cuốn tiểu thuyết, du hành thời gian cũng đã sớm xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh. Cụ thể, nó xuất hiện sớm nhất trong bộ phim A Connecticut Yankee in King Arthur's Court vào năm 1921. Bộ phim kể về một chàng trai trẻ tên là Yankee Martin Cavendish bị đưa trở về thời gian của vua Arthur và phải vận dụng các kiến thức thời hiện đại của mình để đối đầu với các pháp sư của nhà vua. Mặc dù đã được biết đến, nhưng khái niệm về du hành thời gian vẫn chưa được khán giả đại chúng dành sự quan tâm sâu sắc vào thời điểm đó. Mãi cho tới khi các bộ phim tiêu biểu của những năm 60-70 như Hành tinh khỉ hay Lò sát sinh số 5 xuất hiện thì du hành thời gian mới thực sự có tầm ảnh hưởng nhất định. Ở những giai đoạn đầu của nền điện ảnh thế giới, du hành thời gian trong các bộ phim thường được các nhà làm phim xây dựng tương đối đơn giản và an toàn. Thế nhưng càng về sau thì họ đã coi nó như một yếu tố quan trọng để thúc đẩy câu chuyện, thiết lập nên các quy tắc chung về logic cho bộ phim. Và sau khi xem và tổng hợp từ các bộ phim về du hành thời gian, Way to Weird Movie chúng mình nhận thấy rằng khái niệm du hành thời gian trong phim thường sẽ có 4 cách hoạt động như sau, đó là du hành ngược xuôi thời gian, du hành quá khứ, du hành tương lai và du hành đa vũ trụ. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với du hành ngược xuôi thời gian. Cách du hành ngược xuôi thời gian hay còn được hiểu là thuyết dòng thời gian năng động là cách hoạt động cơ bản nhất trong các bộ phim du hành thời gian ở thời kỳ đầu của nền điện ảnh và thậm chí là cả về sau này nữa. Việc du hành thời gian được đơn giản hóa hết mức với cỗ máy thời gian. Các nhà làm phim thậm chí còn không đi kèm giải thích về cách vận hành của cỗ máy này hay các lý thuyết thời gian phức tạp. Họ đưa khái niệm du hành thời gian vào phim để khán giả được giải trí mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhân vật trong các bộ phim của họ từ đó có thể quay ngược về quá khứ và tiến đến tương lai tùy thích. Và khi các nhân vật quay về quá khứ để làm điều gì đó, thì những việc mà họ đã làm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai. Ví dụ điển hình nhất về cách hoạt động này là trong bộ phim X-Men Days of Future Past. Trong phim, giống loài dị nhân bị các người máy Sentinels do tiến sĩ Bolivar Chas tạo ra săn tìm và thủ tiêu hàng loạt. Chúng là những cỗ máy bất khả chiến bại với những khả năng đột biến thượng thừa. Đoàn dị nhân còn sống sót đã quyết định nhờ cậy dị nhân Kitty Pryde gửi Wolverine quay trở về quá khứ để cứu lấy tương lai. Vì thế, mọi hoạt động của Wolverine trong quá khứ đều đã góp phần giúp dòng thời gian được sửa chữa lại và các dị nhân đã may mắn được sống sót. Tuy nhiên, các hoạt động này của du hành thời gian trong phim thường được coi là dễ dãi và có thể vi phạm vào các nghịch lý thời gian đi kèm. Tiệu chung lại, các câu chuyện du hành thời gian ngược xuôi thường mang tính chất giả tưởng hơn là các tác phẩm khoa học viễn tưởng dựa trên những nền tảng khoa học thực tiễn. Nếu bạn yêu thích kiểu du hành thời gian này thì đừng bỏ qua các bộ phim như Man in Black 3, Deadpool 2, Doctor Who, The Simpsons, v.v. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với du hành quá khứ. Theo chúng mình thì du hành quá khứ hay còn gọi là thuyết dòng thời gian sửa chữa thì không dễ dàng giống như cách du hành thời gian trong thuyết dòng thời gian năng động. Trái với thuyết dòng thời gian năng động thì thuyết dòng thời gian sửa chữa được xây dựng dựa trên logic và tuân theo khoa học thực tiễn. Các nhân vật dù có cố gắng sửa chữa lại bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ thì tương lai cũng sẽ không bị thay đổi. Tất cả những hành động, tác động nhỏ trong quá khứ sẽ chỉ khiến lịch sử xảy ra như những gì đã được định trước. Ví dụ tiêu biểu nhất cho kiểu du hành này
là trong bộ phim Terminator ra mắt vào năm 1984. Skynet là trí tuệ nhân tạo đầu tiên thống trị thế giới bằng cách tạo ra các cỗ máy hủy diệt nhân loại. Tuy nhiên, chúng đã bị quân kháng chiến của loài người trong tương lai, dẫn đầu bởi John Connor, đánh bại. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Skynet đã bí mật gửi một cỗ máy hủy diệt T-1000 từ năm 2029 về lại 1984 để ngăn chặn sự ra đời của John. Người máy này có nhiệm vụ thủ tiêu mẹ của John là bà Sarah Connors. Lúc này, phe kháng chiến cũng gửi Kyle Reese về để bảo vệ Sarah Connors. Cuối cùng, Kyle phát hiện mình chính là cha của John và việc John ra đời không thể tránh khỏi. Một dạng khác của du hành quá khứ đó chính là nhân vật với cơ thể tách rời khỏi dòng thời gian và có thể di chuyển ngược thời gian theo chiều nghịch đảo của Entropy. Entropy theo chiều thuận là một đơn vị trong nhiệt động lực học để đo lường sự hỗn loạn. Nó là thứ sẽ khiến cho quả trứng, cái cốc vỡ ra hay trở nên hỗn loạn sau khi rơi xuống đất. Ví dụ tiêu biểu nhất cho việc du hành quá khứ theo kiểu nghịch đảo Entropy này là trong bộ phim Tenet của đạo diễn Christopher Nolan. Nhóm người muốn hủy diệt thế giới trong tương lai đã dùng cỗ máy nghịch đảo Entropy gửi các thiết bị nghịch đảo về cho tên khủng bố Seder để thực hiện kế hoạch của họ. Tổ chức Tenet với nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu của nhóm này cũng đã bí mật gửi người từ tương lai về thông qua cỗ máy nghịch đảo để chiêu mộ nhân vật chính. Cỗ máy nghịch đảo Entropy trong phim có tác dụng đảo chiều mũi tên thời gian, cho phép các nhân vật sống ngược về quá khứ, đạn bắn ra bay ngược vào nòng súng, xe ô tô chạy ngược. Nếu bạn yêu thích kiểu du hành quá khứ thì đừng bỏ qua các bộ phim như Predestination, Hiệu ứng cánh bướm, Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban, Doctor Strange, v.v. Thứ ba, chúng ta cùng du hành tương lai nhé! Du hành tương lai trong các bộ phim thường xảy ra với hai dạng là giãn nở thời gian và nhìn thấy tương lai. Với giãn nở thời gian thì hiện tượng này được dựa trên những nghiên cứu khoa học ngoài đời về việc thời gian sẽ trôi chậm lại một khi con người tiếp cận với tốc độ ánh sáng hoặc do trọng lực ở từng môi trường khác nhau. Khi ở trong môi trường trọng lực mạnh, thời gian trôi chậm hơn so với trong môi trường trọng lực yếu. Ví dụ dễ thấy nhất là trong bộ phim Interstellar khi nhóm phi hành gia của tàu Endurance đáp xuống hành tinh Miller trên quỹ đạo của hố đen Gargantua. Sự giãn nở thời gian do trọng lực trên hành tinh đã khiến thời gian ở đây trôi chậm hơn so với trái đất. Một giờ ở hành tinh Miller bằng 7 năm trên trái đất. Vì vậy, sau khi quay trở lại trạm, nhóm phi hành đoàn đã bàng hoàng nhận ra họ đã vô tình trải qua 23 năm ngoài vũ trụ, hay nói cách khác là du hành đến tương lai. Một kiểu du hành tương lai khác trong phim ảnh là khi con người được cho phép mở khóa các hình ảnh trong tương lai, giúp họ biết được những sự kiện sẽ xảy ra. Các nhân vật trong câu chuyện thường sẽ chọn đi theo những gì mà mình đã thấy hoặc làm trái với những điều đó. Ví dụ rõ ràng nhất cho kiểu du hành bằng cách nhìn thấy tương lai này là trong bộ phim Arrival của đạo diễn Denis Villeneuve. Trong phim, nhân vật chính Louis của nữ diễn viên Amy Adams có nhiệm vụ giải mã những ngôn ngữ của người ngoài hành tinh Heptapods khi tàu vũ trụ của chúng đổ bộ xuống trái đất. Càng giải mã những ký hiệu của loài này, Louis càng nhìn thấy được những hình ảnh của bản thân trong tương lai. Trong viễn cảnh đó, cô biết được con gái của mình sẽ qua đời vì bị ung thư, và rồi cô cũng sẽ bị chồng bỏ rơi. Tuy nhiên, Louis vẫn nhận thức rằng tương lai đó là của chính cô, một tương lai dù muốn dù không thì cô buộc phải chấp nhận lấy nó. Và nếu các bạn yêu thích các bộ phim kiểu du hành tương lai thì đừng bỏ qua các bộ phim như Planet of the Apes, Ender's Game, A Christmas Carol, Next, Minority Report, v.v. Du hành đa vũ trụ hay thuyết dòng thời gian thay thế thường được hiểu là du hành đến một dòng thời gian khác với dòng thời gian ban đầu. Theo thuyết này thì việc con người thay đổi quá khứ sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai của họ cả. Thay vào đó, việc quay trở về quá khứ sẽ tạo ra một dòng thời gian mới, song song mở ra một tương lai khác biệt hoàn toàn với tương lai cũ. Hay nói cách khác, vũ trụ trong thuyết này là một đa vũ trụ với vô số dòng thời gian không liên quan đến nhau. Ví dụ điển hình trong bộ phim Avengers Endgame, việc Nebula kết liễu phiên bản Nebula từ vũ trụ song song không gây ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của cô, hay cả việc Captain America du hành đến vũ trụ song song để sống một đời cùng với Peggy Carter cũng không làm ảnh hưởng gì đến những sự kiện đã xảy ra ở dòng thời gian ban đầu cả. Một bộ phim khác cũng xoay quanh việc du hành đa vũ trụ là Star Trek ra mắt vào năm 2009. Trong loạt phim gốc của Star Trek, nhân vật George Kurtz là cha của James Kurtz đã tạo nên nguồn cảm hứng để giúp anh gia nhập Starfleet. Khi thực hiện phần phim điện ảnh, đạo diễn J.J. Abrams đã không muốn tái khởi động thương hiệu này, mà thay vào đó ông đã tạo ra một vũ trụ song song nơi mà nhân vật Nero đã du hành thời gian từ tương lai về và giết chết George Kurtz ngay khi James Kurtz vừa chào đời. Tuy nhiên, hành động này chẳng thay đổi gì tương lai của gã cả, bởi tất cả sự kiện này đều xảy ra ở một dòng thời gian song song. Các sự kiện trong loạt phim Star Trek vẫn xảy ra và song song luôn với mạch phim điện ảnh, thế nhưng dĩ nhiên không liên quan gì với nhau. Và nếu các bạn yêu thích các bộ phim về du hành đa vũ trụ thì đừng quên các tựa phim như Loki, Spy Kids hay Rick and Morty các bạn nhé!
Và đó là toàn bộ những gì mà chúng mình muốn chia sẻ về cách hoạt động của du hành thời gian trong hầu hết các bộ phim. Có thể nói là dù chúng ta có thể khám phá ra được hầu hết các cách du hành thời gian trên phim ảnh, thì trí tưởng tượng và bộ óc của các nhà làm phim luôn là những thứ cực kỳ khó đoán. Chúng mình tin rằng sẽ còn có rất nhiều kịch bản đột phá về du hành thời gian được phát triển trong tương lai. Còn các bạn thì sao? Bộ phim du hành thời gian yêu thích của các bạn là gì? Liệu có còn kiểu du hành thời gian nào mà chúng mình đã bỏ lỡ hay không? Thì hãy để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.